Có hàng rồi mọi người ơi. Có hàng rồi, có hàng rồi. Đây đây đây, mọi người coi này. Đây đây đây, ôi rồi. Đây đây, con gì đây? Con gì đây? Là con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Ôi toàn là cá. Toàn là cá rô phi và một con lóc đấy ạ. Rung rung rinh rinh tưởng này. Đợt này cá lóc toàn cá nhỏ luôn đấy. Toàn cá nhỏ cũng có cá bự này. Con này tôm rồi đây. Đây đây đây. Thấy rung ra rung rinh tưởng này. Thấy ho nhưng cuối cùng là ho hay. Ốc điêu mà đây. Hấp dẫn nhưng mà cuối cùng chả hấp dẫn gì. Đây, một con lóc. Chỗ này hồi trước tôi bắt cá bự lắm này. Đâu rồi, không được. Đây, cả một cái đầm này, cái đầm hoang rồi đấy. Giờ trừ một em trong này để cho nó làm mồi. Mồi của cá lóc. Bắt đầu đến mùa tôm rồi nha mọi người. Em vừa lấy được mấy con cá. Cá dạo này hơi bị hiếm, biết thế nào mà hiếm lắm tôm này. Cá thì lóc, con lóc được mấy con rồi mọi người này.